Hôm nay mình đã lên một cái video giới thiệu một chiếc đồng hồ treo tường hàng Nhật bãi có thương hiệu là Senco nhé. Thì đây là chiếc đồng hồ vỏ nhựa nhé, mà nó là máy radio con trôn có 6 bản nhạc chuông đấy. Và quả lắc của nó là hình quả lê này, lắc rất đẹp luôn nhé. Đấy, thì chiếc máy này thì zin 100% và là mình đã test rồi, chạy giờ chuẩn ok hết rồi. Bây giờ mình sẽ quay cái chi tiết của cái máy nhé. Đây là mặt đằng sau này, chuông kêu báo giờ này. Đấy, con này sản xuất ở Thái Lan. Nói chung là đời cao thì nhà máy của Nhật họ chuyển nhà máy sang sản xuất ở Thái Lan hoặc là chủ yếu ở China là chính. Đặt lên nó bấm vào cái nút này nó kêu. Thì đây là mặt bên trong của máy nhá. Một cục pin nó chạy cho cái dao động lắc của cái quả lê này. Hai quả pin chung này dùng chạy cho máy nhé. Hai quả pin chung này là dùng cho phát nhạc nhé. Đây là nút on up để bật nhạc chuông. Đây là volume to nhỏ của chuông nhé. Thì đồng hồ này đến giờ thì nó sẽ kêu nhá. Mỗi mỗi giờ nó kêu một lần một một loại nhạc chuông khác nhau. Đấy, thì nó qua ở đây nó có đôi bốn sáu bản nhạc. 6 bản nhạc thì sẽ kêu mỗi giờ một bản nhạc khác nhau. Và nút đằng trước này là mình để chỉnh nhạc này. Đổi bài nhé. Đấy, mình có thể đổi bài hát ở trên nút chọn này. Đấy, bạn nào có nhu cầu mua thì nên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Mình báo giá chiếc đồng hồ này luôn này. Chiếc này có giá là 850.000 nhé, 850k. Đấy, 850k đã có một chiếc đồng hồ có nhạc chuông, có quả lắc, hình hàng Nhật bãi luôn, đẹp zin luôn, chạy chuẩn giờ nhá. Và đồng hồ thì bên mình còn rất nhiều loại khác nhau nhé. Các bạn quan tâm thì có thể vào Zalo của mình sẽ gửi hình trực tiếp cho. Và xin chào và hẹn gặp lại nhá.